Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong clip ngày nay, bên Huấn Audio mình chia sẻ một cái sơ đồ của con Lobow 301 AV anh em nhé, 301 này AV. Anh em mình có thể quan sát trước màn hình ở đây. Ta sẽ gồm có đầu tiên là tín hiệu từ âm ly nhà anh em vào cái hậu loa đấy. Ký hiệu ở đây là cộng và trừ. Đầu tiên cộng thì anh em đi qua hai chiếc bóng đèn, nha. Đây, đi qua hai chiếc bóng đèn này. Đấy, xong cái một cái đầu đấu chập vào nhau nhá, và anh em mình sẽ đi lên dương của bát, còn một cái đầu âm của cái hậu loa đây anh em đi thẳng lên cái bát của anh em. Và tiếp tục là hệ thống tép ở đây, anh em thấy là cũng bắt nguồn từ cái điều đấu chập của hai bóng đèn vào nhau đấy. Anh em lại tiếp tục là đi ra một cái bóng đèn nữa, nhá. Sau bóng đèn đi qua trở trước, rồi đến tụ sau, rồi đi qua dương của tép 1, sau đó từ âm của tép 1 anh em mình nội sang dương của tép 2, xong âm của tép 2 anh em mình hồi về cái điểm âm của hậu loa. Anh em thấy cái sơ đồ đây, anh em hãy chụp màn hình lại nhé để có cái sơ đồ khi cần thiết. Nên anh em nào hay chế cháo thì có thể lưu lại trong máy điện thoại anh em. Như vậy anh em nhìn thấy ở đây thì cái sơ đồ này là phụ kiện là tương đối nhiều, nó phải tốn của anh em mất tới 6 cái bóng đèn cho hai cái loa bow nhà anh em, và sẽ gồm có hai cái tụ nữa và hai cái chở. Đấy, cái phụ kiện thì gồm ở đây, anh em thấy gồm ở đây, sẽ gồm có tất cả là 6 cái bóng đèn. Đó. Bắt đầu thì anh em mình cái bóng đèn này có đầu dương trước này, cái đấu chở chấm đỏ ấy, anh em mình đi trước nhá, đi về cực dương trước này, đấy, cực dương trước như này, và cái bóng đèn thứ hai anh em cũng thế, để đi câu từ đây qua cực dương trước, đi qua đường tép ấy, bóng đèn thứ ba đi, này thứ ba, đấy, bắt đầu đi dương trước để ra hệ thống bóng. Bóng rồi trở tụ. Như vậy ta sẽ có cái 6 cái bóng đèn, nên cái phân tần này giá thành tương đối cao anh em nhá. Tương đối cao. Với 6 cái bóng đèn như thế này thì phân tần này sẽ có cái giá thành bán bao ship luôn là 600.000 đồng anh em. 600.000 đồng gồm có là 6 cái bóng và hai cái tụ và hai cái trả sứ anh em nhá, hai cái trả sứ. Anh em nào quan tâm đến hệ thống bóng đèn Lobow thì liên hệ trực tiếp với Huấn Audio qua số máy 0904612323, và anh em hãy đăng ký kênh ủng hộ bên mình nhé, và chào anh em.